Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái mẫu mu tông mới bên mình. Đấy, mu tông này là hàng giá rẻ khớp đồng các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ review vào cái phụ kiện của nó trước. Bởi vì hàng giá rẻ nên là phụ kiện nó cũng khá là bình thường các bạn nhé. Một cái túi nhung này, một gói màng dung của mu tông này, anh em thấy logo. Màng này cũng là loại thường thôi các bạn nhé. Dây treo này, dây treo ngọc này. Một cái ốp, một cục a dao, ốp bảo vệ này, một cục a dao. Thì khi dán màng thì các bạn lấy cục này bạn chấm vào nước, sau đó là bôi lên lỗ dán màng, sau đó cắt màng dung ra dán. Sau không sử dụng nữa thì chúng ta ốp cái bảo vệ này vào. Đấy, ốp bảo vệ này vào thì nó tránh được cái tình trạng va đập và nó rách màng dung. Còn đây là sản phẩm của chúng ta, thì đây là khớp đồng các bạn nhé. Đấy, anh em thấy hình thức khá là đẹp đúng không? Khá là đẹp. Khớp đồng này thì nó lúc nó mới thì trông nó khá là sang và đẹp. Đấy, nhưng mà dùng một thời gian thì cái khớp đồng nó kém hơn cái inox ở chỗ là nó sẽ xuống màu nhé. Nó xuống màu nhanh hơn là cái khớp inox. Tuy nhiên là khi chúng ta dùng lâu rồi ấy mà chúng ta muốn đẹp thì chúng ta mua một cái giấy nhám Nhật P1000 hoặc P2000 chúng ta đánh đi, nó lại sáng bóng như này. Đấy, không vấn đề gì hết. Còn đây là cái sáo mình là có 3 tông đô la son. Thì hình thức thì khá là ok, mình thấy là khá đẹp đấy. Khắc thư này, trên đầu là bọc giả ngọc này, quấn dây cước, khắc thư, khớp đồng này. Thì mẫu này bên mình là MT6 các bạn nhé. Đấy, chắc là đây là mẫu cuối cùng của mu tông mà mình nhập. Đợi khi nào ra mẫu mới thì mình xem xét thôi. Mình cũng nhập rất nhiều mẫu của mu tông rồi, từ MT1 đến MT10, nhưng mà có một số mẫu nó phải bỏ. Đấy, một số mẫu thì vẫn giữ. Đây là tông đô. Thì cái dòng này giá nó sẽ ngang ngửa với cái dòng DX3. Đấy, thì nhiều anh em mua DX3 thì có hỏi là có dòng nào có khớp không. Đấy, thì anh em mình thấy anh em nhiều người thích có khớp cho tiện thì mình lấy dòng này về. Nói chung là về hình thức thì mình thấy khá là đẹp, nếu mà so với cây DX3 thì mình thấy đẹp hơn đấy. Dòng này thì nhập đắt hơn DX3 các bạn nhé, nhưng mà mình bán bằng giá DX3 thôi, bởi vì nó có khớp mà. Cái khớp inox các bạn để ý thì cái bên trong của nó này, cái khớp trong này nó cũng làm bằng đồng các bạn nhé, chỉ khác mỗi cái bên ngoài thôi. Đấy, khác mỗi bên ngoài thì nó rẻ, làm bằng đồng này thì nó rẻ hơn một chút, thành ra cái này rẻ hơn được so với MT1 chẳng hạn. So với MT1 thì nó rẻ hơn được mấy chục nghìn. Đấy. Màu sắc thì mình thấy khá đẹp, hình thức cũng đẹp. Dòng này thì anh em mới tập chơi thì sử dụng cũng được này. Nếu mà anh em không có điều kiện chơi những dòng tốt hơn thì có thể mua dòng này. Đấy. Và cái dòng rẻ này thì anh em mua hàng có khớp thì nó tiện hơn. Đây anh em thấy một cái la này sau khi bỏ khớp ra chỉ còn khoảng gần 40 phân thì cho vào ba lô hay là cho vào cốp xe cũng rất là ok, đi đâu cũng có thể mang theo được đó. Mu tông MT6 các bạn nhé, khá là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào review cái âm thanh của cái dòng sáo mới này nhé.